Mấy tháng? Đôi 3 tháng rồi. Bà làm trước em làm sau mà. Thì bảo là thôi cứ làm được cái hàm răng. Em đưa bà lên làm trước thì do đầu là em hai cái răng giả của em cửa rồi em làm sau bà luôn. Sau bà vỡ lứt sọ nhỉ? Lâu quá, mục hết đầu sáu, mục hết cả xương. Chung ông bà cứ nếu năm ngoái là vừa đẹp. Thôi kệ. Thôi. Thế này là chúng tôi mừng lắm rồi. Bây giờ vớt lên một lớp còn nguyên xi mới đau xót. Thế còn tôi mục một tí thì thôi đất lại vào về đất. Người ta nó còn thiêu còn nó đưa về được bao nhiêu còn không biết đi. Chính xác. Gió nó bay này à đi đâu rồi. Cứ được cái này là còn nhìn đấy rồi. Này là đẹp rồi. Ra mai ra nhìn mộ vào đấy dưới này có hai bộ xương. Đúng không? Vẫn nguyên si hình hài. Cứ còn mang cái lọ con kiểu mang về. Ra đây ngồi đi. Một cái lọ con xương vào đây thì biết có phải là xương mình không? Hay là lại xương người khác không nhắc đưa nhầm. Alo. Ờ. Này là hàng sướng nhỉ. Xanh chưa ai cho sướng. Chuyện. Chị Hằng bảo rồi, nhà uống nước chuông cũng nhà cũng sướng cũng... 10 thì chị phải sướng 20. Đấy. Vất lắm các chị mà không sạch các chị vất lắm. Đêm kia 9 8 đấy. 16. 16 đấy. Có hai đám thiêu. Hết làm. Đám thiêu. Đám thiêu. Hai đám. Đưa sáng bà xin đài nào cũng được hết, nếu mà ừ, nghĩ cũng là sạch rồi. Đám thì đưa lên cứ họ. Còn hai đám thì banh thôi. Sáng tớ ấy đéo chứ tớ tỉnh rồi. Ra đi cứ để tớ bị lâu. Có một tin thôi gì? Thầy nói gì đâu, khai khẩu đâu. Lễ. Đâu có thầy nói gì khai khẩu đâu. Nói thôi. Thật, không nói thôi chứ. Cho đi về, bây giờ vong linh người ta vào thì mình mới nói, mình cho đi chứ. Không nói thì ngồi im thì thôi. Nhưng mà thực ra để nói là tâm lý tôi là tôi không muốn gọi là thôi tất cả nhờ. Chắc là ông bà đấy bảo sáng sống khôn chứ thiêng có vấn đề gì còn đúng không? Không thấy bảo gì. Ừ, nếu chơi bảo chưa sạch thì chắc kiểu gì bà thì ông bà thiêng nhưng bảo chưa sạch. Để làm cho con cháu phải lo nghĩ. Đấy. Thà là chả nói thì thôi. Bà mà cứ thằng đeo hàng ngạc này. Đức đâu? Xin chào. Xin cột. Trong kiêng tắm à? Ừ, cùng giờ mình à? Cùng giờ mình. Đấy, giờ đẹp. Xem lại đất nào, đấy vẫn còn. Cái đấy là không có, cả bác cố cả anh Hiếu, anh Hùng đi tìm làm sao. Bông tìm lại hết chỗ rồi. Thiếu lại thiếu cái gì? Vâng, con tay đâu. Xem xe đáy đây, xem đáy huyệt đây. Xem con đáy huyệt là hoa xuống đáy đây. Lấy về đi. Em đâu có tay nào? Có ở dưới kia. Có rõ túi có sạch. Đây, đây. Bên đây. Đây. Xem có trong rổ không? Có. Thắng để cũng lộn vào. Xem lại xem nào. Từ lấy chưa nhìn thấy cái xương cụt đâu. Xem nào đây, xem nào nó trôi ra nào. Trên kiểm tra tao kỹ lắm rồi, tao xót cái rắc ra còn lấy. Cái kia chắc chưa xong đâu, bây giờ vẫn đứng. Cái kia bây giờ xong rồi. Hả? Khung giờ mình nhỉ? À, chị mãn nguyện không? Về tâm linh thế được không? Về tâm linh mà hô nhập cốt nhập mộ cho cụ đặt hướng nhảy xuống vừa lấy nhảy xuống huyệt đặt mộ. Tí nữa của bà là phải tất cả phải ra đây nhá. Ở đây làm gì nữa? Nói chị này chị bảo là nói không thấy góc thầy chưa hiểu rõ đâu cái câu nói chị nhiều câu khi nói mà thầy không hiểu đó là nói thế nhiều mà góc không phải không nói thật với chị cũng ngại ghê ngại là không hiểu đó là thầy thế. Từ đầu thì nó không hiểu đúng không nói sau nói thầy hiểu ấy này dỡ lại cái bạt vẫn còn đùng cuộn bạt tốt tiền trong bạt đã nói thật với chị này mình làm nha mình phải làm tâm riêng âm này nhá mình làm tốt người ta độ cho mình còn mình làm ngược lại người ta còn lại mình
đúng không? Cháu có bảo ấy đâu. Không động nhá. Ôi, cái quê của chị về hết à? Quê nhà ừ, không ở đây à? Quê ông bà này. À, đã xong đâu ăn cơm. Tận đâu? Con đi làm nó con ngủ đấy. Bao giờ thì đi làm? Rồi. Rách từ trưa rồi. Rồi, cháu thấy rách có một bé bé rồi. Ông không để ý lúc cháu mang hương đã bị rồi. Mang cho mẹ cái bọc. Ông chắc quê kia kìa. Mẹ vẫn ngồi cái bọc khăn trắng. Ông cầm xé thêm trong thọ rách đi rồi đang phải xé ông thọ. Thấy không? Thế thôi. Đấy đi mai mẹ làm nhá. Thôi con nghỉ đi. Đấy là cái đấy của ông. Sạch thích nhỉ. Mới xem ở đáy xem, mò đáy đi. Còn đây là tao mò kiểm tra cái rắn rồi. Lấy rổ. Chị đang cầm cái rổ vào trong kia cái để cho nó. Úi dồi ôi. Nó hết cả vào chân. Nó làm gì? Để lôi ra cho em rút ra cho nó không. Chương gì? Nhà mình chờ tí nhá. Bác dâm kỹ quá đấy nhỉ. Chắc phải biết à. Chờ tí. Có đi bộ thì cứ ok đấy. Chị ba à? Béo về. Mà quy mấy ông chức này cùng tuổi anh nhỉ? 38. Bằng tuổi năm rưỡi ăn rồi, hai ông bà chả thích năm rưỡi nữa. Hai con hổ, một núi không thể nào hai vua được. Thế là rưỡi hổ thế nào? Toàn phải ngồi ăn đây. Chả ngự, à không năm rưỡi thì ngồi ăn. Toàn ngồi ăn đây. Quậy gì? Bà ấy vừa đẹp. Này ông bà mà năm ngoái mà ấy là đẹp lắm nhỉ. Ông ngoái vừa làm vừa tới. Thế bỏ cái thau cho người ta đi. Mình kéo kia mà. Tắt máy thôi, đừng lộ máy, nó đánh đâu. Đang nằm đây chưa được vào ấy. Gia đình không cảm tí nhá. Dắt thôi. Đi đâu? Anh em thông cảm, dắt hộ tí nhá. Ra đi đâu anh? Ừ. Đang làm phải quân thủ chứ. Ừ, thôi thở bà. Đang làm đây. Đang làm thì gia đình không cảm. Cháu bé lên đây. Cháu bé lên đây, trong này, cháu bé lên đây. Đây, bế sang. Thôi, Đi thẳng. Kéo vấp ngã từ từ con ơi. Ngã, một, hai, thằng. Tìm gì? Còn thiếu một cái xương. Còn thiếu một cái xương. Xương gì, xương rẻ? Xương cụt. Ừ, xương gì, xương rẻ?
hội nhưng có đi chưa? Về để có bằng rồi. Tất cả họ đi chưa?